Xin chào cả nhà. Chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay, Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin gửi đến toàn thể quý vị một cái clip về sản phẩm, đó là những cây đàn organ được xả hàng, xả giá trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Trung tâm Vĩnh Phúc gửi toàn thể quý vị một cây đàn S910 được về với bạn Nguyễn Duy Hoàng ở tỉnh Thanh Hóa. Bạn này mua cây đàn S910 này, Trung tâm bán cho bạn với giá vô cùng tốt, vô cùng rẻ. Với cái giá mới thời điểm ngày xưa thì con này là giá nó khoảng 31 đến 41 triệu, thì ngày hôm nay là chúng ta Vĩnh Phúc bán cho bạn Nguyễn Duy Hoàng với giá là 9 triệu, và bạn ấy đã chuyển khoản đủ vào tài khoản Trung tâm Vĩnh Phúc. Bạn ấy chỉ việc nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng mà không phải thanh toán bất cứ một cái gì cả. Trung tâm Nhạc Vĩnh Phúc sẽ bao ship cho tất cả những khách hàng đã mua hàng và chuyển khoản đủ vào tài khoản của Trung tâm Vĩnh Phúc. Thì cây đàn này sẽ có kèm theo cây đàn có một cái bao, một cục nguồn, tặng thêm một chân mới, một cuốn sách tự học đàn organ ở nhà và một USB dữ liệu rất là cần thiết. Thì Trung tâm Nhạc cụ chúng ta đã test sơ qua cái cây đàn, đã gửi riêng cho bạn ấy rồi, từ USB dữ liệu, sách, tất cả mọi thứ. Thì trước khi đóng gói thì Trung tâm cũng test thêm một lần nữa, cây đàn sẽ được khởi động nguồn lên như thế này, và chúng ta sẽ test lần lượt từ tất cả mọi thứ từ A đến Z. Và Trung tâm Nhạc cụ quay những cái điểm mà xấu của cây đàn. Đây, cây đàn này có hơi có một vết rạn nhẹ ở đây thôi, để quý vị khi quý vị nhận hàng tới, quý vị nhận hàng, quý vị bóc hàng kiểm tra hàng xem là trong quá trình vận chuyển có bị vấn đề gì không. Ngoài cái vết này ra thì không có bị một vấn đề gì quý vị nhé. Đấy, chúng ta sẽ nhìn cái vết dạng nhẹ ở đây thôi. Đó, còn đâu tất cả mọi thứ ok cả. Đó, tất cả mọi thứ đều ok, các tính năng ở trên cây đàn này đều hoạt động bình thường, đều chạy ngon lành quý vị nhé. Đấy, tất cả mọi thứ đều ok hết cả. Thì với giá 9 triệu mà chuyển khoản đủ thì Trung tâm Vĩnh Phúc đã bao ship và tặng cho tất cả những cái cần thiết như là USB dữ liệu và sách tự học đàn, chân để đàn. Đó, tất cả mọi thứ ok. Thì bây giờ Trung tâm sẽ test cái cây đàn này cho quý vị thấy. À, quý vị quan tâm những cái sản phẩm này thì liên hệ với Trung tâm Vĩnh Phúc theo số điện thoại là 0989 634982. Xin nhắc lại cho quý vị là số điện thoại là 0989 634982 với sản phẩm S910 giá rẻ như S900. Bình thường quý vị thấy là những cây đàn S900 mà đẹp thì Trung tâm vẫn bán ra là 8 triệu đến 8 triệu rưỡi. Và cái cây 910 với cái phân khúc như này nó chỉ hơi vàng tím một chút và hơi có một cái dạng ở đây, là ngoài ngoài ra các tính năng tất cả mọi thứ là đều ngon lành, đều hoạt động bình thường. Với cái mức giá bán như thế này thì quá là rẻ đúng không ạ? Quá là rẻ cho một cây đàn chuyên nghiệp, đầy đủ các tính năng, đi làm kiếm tiền hiện tại vẫn vác đi làm kiếm tiền bình thường, không có gì là lỗi quý vị nhá. Đấy, thì lỗi với những người không biết chơi đàn và lỗi với những người tay nghề kém, còn những người tay nghề tốt họ vẫn vác cây này đi kiếm tiền bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Đấy, nó đầy đủ các tính năng, style, voi ke, chạy MA3, tất cả mọi thứ là đều hoạt động bình thường quý vị nhá. Đó, tất cả chi tiết ở đây. Thì ngoài ra bên Trung tâm Vĩnh Phúc là còn có rất nhiều sản phẩm đàn organ giá dao động từ rẻ nhất từ 1,5 triệu, 2 triệu cho đến vài triệu một cây quý vị nhé. Đấy, thì quý vị quan tâm những sản phẩm như thế này thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0989 634982. Một Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc bán hàng với chất lượng, uy tín chất lượng. Quý vị có thể là sợ bị mất tiền thì quý vị có thể đặt cọc 500 1 triệu thôi, không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản đủ, quý vị vẫn mua được đàn. Thế là Trung tâm chỉ cần quý vị đặt cọc 500 đến 1 triệu thôi là quý vị có thể nhận hàng, hàng ship về tận nhà cho quý vị theo đường chuyển phát. Khi hàng tới, quý vị được quyền bóc hàng, kiểm tra hàng, test thử hàng xem đúng sản phẩm, đúng chất lượng, và trong quá trình vận chuyển quý vị dập vỡ cái nát gì không, thì sau đó quý vị thanh toán tiền hàng cộng tiền cước cho người phát hàng cho quý vị là xong. Đấy, còn đối với khách hàng mà đã theo dõi Trung tâm Vĩnh Phúc bao nhiêu năm nay rồi mà quá tin tưởng vào Trung tâm Vĩnh Phúc rồi, thì quý vị chuyển khoản đủ, Trung tâm sẽ ưu tiên cho quý vị thêm là bao ship cho quý vị, là quý vị chỉ việc nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra. Nếu hàng vỡ, quý vị có quyền không lấy, Trung tâm đổi cho quý vị cây khác hoặc trả tiền lại quý vị. Đấy, còn hàng tất cả thứ ok, quý vị cứ việc nhận hàng thôi, không cần phải thanh toán cái gì nữa, được chưa? Đó là chi tiết và tổng thể tất cả những sản phẩm mà Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc chia sẻ cho quý vị. Một trung tâm chuyên mua bán sửa chữa trao đổi các loại nhạc cụ như đàn organ, piano, guitar, các loại linh kiện phụ kiện nhạc cụ, thiết bị thu âm, thiết bị âm thanh, tất cả các sản phẩm đang có mặt tại Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Là quý vị có thể đến với Trung tâm Vĩnh Phúc theo địa chỉ là số nhà 49B đường Hùng Vương, phường Lý Sơn, thành phố Yên, tỉnh Vĩnh Phúc quý vị nhé. Rồi, thì đây là cái cơ sở địa chỉ của em. Hiện tại nó đang dịch bệnh thì em cũng rất là ngại tiếp khách để từ xa đến. Quý vị thời buổi 4.0 rồi, quý vị cứ ngồi ở nhà, quý vị xem những clip như này, quý vị đặt hàng em sẽ ship về tận nhà quý vị, được chưa? Đó, thì chúng ta không phải mất thời gian đi, không phải ra ngoài mà cũng không phải bị dịch bệnh mà về đỡ đến đi qua những vùng dịch, đỡ phải về cách ly 21 ngày quý vị nhá. Rồi, đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến công đoạn là dán tem bảo hành, bao bọc và đóng gói cái sản phẩm buổi chiều ngày hôm nay để mà cho hàng lên đường cho kịp giờ phát hàng quý vị nhá. Quý vị quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại 0989 634982, gọi cho em trong khung giờ làm việc từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ tối quý vị nhé.
Bây giờ thì bên em sẽ tiến hành đến công đoạn dán tem bảo hành và sau đó là bao bọc và đóng gói để cho hàng lên được. Đây là một cuốn sách của học đàn nó ra ở nhà này, và đây có một cái USB và có một cái jack tai phone em kèm theo ở đây rồi. Thank you.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi cái clip mà Trung tâm Vĩnh Phúc test và đóng gói những cây đàn organ được lên đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã tin yêu và ủng hộ Trung tâm Vĩnh Phúc. Kính chúc cho quý vị có những ngày làm việc thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Xin chào và tạm biệt toàn thể quý vị.